Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì cái địa điểm ở thành phố Đồng Hới thì ở Quảng Bình, thì cái địa điểm mà để một buổi demo mini của công ty Lone Titan thì hiện tại thì đã có địa điểm chi tiết. Thì anh em nào khu vực gần lân cận thì anh em có thể đến để trải nghiệm những cái sản phẩm từ công ty, giống như là từ loa, các model và các mẫu súp và thiết bị VR. Thì anh em nào ở khu vực gần thì anh em có thể đến trải nghiệm thực tế và anh em sẽ được xem và sờ những cái sản phẩm công ty đã lần đầu tiên đã bước chân ra ngoài này để cho anh em trải nghiệm một cái sản phẩm mới lạ từ công ty Titan. Thì cái địa chỉ là của nhà hàng Minh Quệ là để mà đọc lại 297 Hà Quy Tập, Đồng Hới, Quảng Bình, trong trung tâm thành phố nha mọi người. Thì đằng này là cái đằng mặt trước của nhà hàng, và cái demo thì ở đằng sau nó rộng nha, mình sẽ cho anh em xem đằng sau. Mặt trước này ở đây là đang làm cái ao này là rất là rộng luôn mà đang làm. Cái này là mặt trước cái nhà hàng nha, để mình cho mọi người xem cái mặt sau nha. Mặt sau chỗ sân khấu á. Chào mọi người, đây là cái mặt sau của cái nhà hàng. Thì ở đằng sau này á là nó rất là rộng nha, sân khấu thì đặt bên trong này, thì bên đây có thể là anh em đến trải nghiệm và dùng tiệc cùng những anh em khu vực. Và anh em thấy đằng sau đó là có một cái đám tiệc đúng không, đó đã là đằng hát, đó là đám cưới. Đằng này rất là rộng, anh em có thể trải nghiệm đi gần xa ra rộng rồi đó, coi thử cái lo nó phủ như thế nào. Tất cả những cái model của Titan thì có nè, có những cái bộ âm thanh của nhà hàng, chia cho nhà hàng, có những bộ âm thanh ngoài trời, 300 khách, 500 khách, 1.000 khách lắp lên sẵn để demo cho anh em nghe. Anh em có thể đến nghe và trải nghiệm miễn phí nha, và anh em có thể dùng lại bữa tiệc cùng công ty. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Thì anh em nào mà ở khu vực gần thì anh em có thể liên hệ trực tiếp 297 Hà Quy Tập, Đồng Hới, Quảng Bình, nằm trong trung tâm thành phố Đồng Hới nha. Rồi, thời tiết ngoài này cũng rất là mát nha mọi người, hiện tại thì 20 độ, cảm thấy lạnh tê tê. Rồi, chào mọi người, hẹn mọi người gặp lại mọi người ở một cái buổi demo chiều ngày mai lúc 16 giờ nha mọi người. Thì mình có công bố lên tất cả các mạng xã hội thì anh em có thể xem. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Trong đây là cái sân khấu. Rồi, cảm ơn. Chào mọi người, hẹn gặp mọi người tại địa điểm là 297 Hà Quy Tập, Đồng Hới, 4 giờ chiều ngày mai là ngày 21 tháng 3 và nhằm ngày 12 âm lịch đó mọi người. Rồi, chào mọi người nha.